trước qua bình thường, sao qua vừa qua rồi. Rồi khi dừng lại xong các anh chị tắt tính năng này nha, TRC turn off ha. Giờ các anh chị thấy rồi nha, là mình sẽ đạp và nó không có lăn đi, thấy không ạ? Thấy không ạ? Ở đây em sẽ cho các anh chị mình mở cửa mình xuống mình coi cái bánh nó xây. Ai cũng đầu đạp nè. Okay, Mark.